2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề phân thức. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với dạng số 5, tính giá trị biểu thức số bằng cách biến đổi từ công thức tổng quát. Thế thì dạng số 5 này trông nó như thế nào? Các bài tập có dạng như thế nào? Thì xin thưa là tí nữa chúng ta sẽ vào phần ví dụ thì sẽ rõ hơn. Tuy nhiên thì chúng ta hãy đến với cái kỹ thuật đầu tiên mà kỹ thuật dùng rất nhiều trong cái bài tập này, đó chính là kỹ thuật đồng nhất hệ số. Kỹ thuật đồng nhất hệ số đã được mình giới thiệu ở trong nội dung liên quan đến vấn đề gì nhỉ? Mình lại quên mất rồi. Kỹ thuật đồng nhất hệ số này thì mình đã nói đến trong phần phân tích đa thức thành nhân từ rồi. Ngày hôm nay thì mình dùng cái kỹ thuật này đối với việc là mình sẽ tách phân thức. Thế tách thì các bạn hình dung như thế nào? Như sau nhé. Chúng ta có được là hai phân thức là A phần M cộng với B phần M. Thì đương nhiên chúng ta sẽ có là A cộng B phần M. Đúng chưa? Nhưng mà bây giờ ấy, thì các bạn nhớ rằng là A cộng B phần M mà khi mình thu gọn, hoặc mình rút gọn, hoặc mình biến đổi đi một chút, thì nó sẽ thành là C phần D chẳng hạn. Thế thì bây giờ là bằng một cách nào đó chúng ta có thể chuyển C phần D về thành là A phần M cộng B phần M. Và câu chuyện đấy nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Đúng không? Và nhiều khi không phải là A phần M cộng B phần M nữa, nó sẽ là một cái biểu thức khác gì đấy. Đúng không? Thế thì mình phải nắm được cái kỹ thuật đó. Sau đó thì mình mới làm được bài tập. Thì ví dụ như này. Một phân thức là 1 trên cho x bình cộng 1 nhân với cả x trừ 1 ấy, thì mình sẽ tách được ra thành là AX cộng B trên cho x bình cộng 1 cộng với C trên cho x trừ 1. Đó. Thì bây giờ bằng một cách nào đó mình sẽ phải tìm được ABC. Khi mình tìm được ABC rồi thì coi như là mình đã giải quyết xong bài toán này. Ok không các bạn? Thì để làm được bài tập này thì chúng ta sẽ có một số các lưu ý như sau. Thứ nhất là nếu bậc của mẫu là bậc 2 thì trên tử ý, bậc của chúng ta ý, sẽ phải là nhỏ hơn 1, nhỏ hơn bậc của mẫu một bậc. Ví dụ như ở mẫu đây là bậc 2 thì chứng tỏ trên tử phải nhỏ hơn bậc ở mẫu một bậc là bậc nhất. Đây là bậc nhất, đúng không? Còn nếu mẫu ở đây chúng ta là bậc nhất thì trên tử sẽ nhỏ hơn một bậc, có nghĩa là bậc 0. Ok chưa? Bậc 0. Còn đây là bậc nhất. Thế thì cái chú ý đầu tiên ý, chú ý khi tách tổng quát, khi tách thành hai phân thức, hai hoặc ba phân thức tổng quát, ta lưu ý bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu ít nhất một bậc. Còn có thể nhỏ hơn hai bậc. Ví dụ như ở đây là bậc 2 thì có thể trên tử này nó là bậc nhất cũng được, trong trường hợp là A bằng 0. Ok chưa? Rồi, thế bây giờ làm như thế nào? Thì cách đơn giản thôi, mình sẽ quy đồng lên. Bên này mình sẽ quy đồng, bài này thì mình chưa gõ. Thì chúng ta cùng làm thôi nhá. Quy đồng là gì? Sau đó thì mình nhân với mình xóa bớt này đi cho nó đỡ cồng kềnh nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ nhân với x xì trừ 1. Đó. Còn bên này thì mình sẽ nhân cộng với C nhân với x bình cộng 1, đúng không? Còn mẫu bây giờ ấy, thì chúng ta vẫn sẽ được có là cái mẫu chung này, bởi vì mình quy đồng mà. Đó. Sau đó thì mình sẽ nhân bung ra thôi. Mình sẽ gõ phải, gõ lại rồi. AX bình này trừ AX cộng BX trừ B cộng với CX bình cộng CX trên cho cái mẫu này. Đó, được chưa? Bằng. Sau đó thì mình sẽ
thu gọn nó đi. Chúng ta sẽ thu gọn là A cộng C nhân với x bình. Chưa, còn tất cả cái x thì sẽ là gì? À, trừ A cộng B trừ C đúng không? À, trừ A này, cộng B này, cộng C này, nhân x là trừ B. Ok chưa? Còn cái mẫu thì vẫn như vậy. Và khi đó thì chúng ta sẽ đồng nhất hệ số. Đồng nhất hệ số. Ta có đồng thời nhé các bạn nhé. Như vậy là A cộng C phải bằng 0 này. Thứ hai là trừ A cộng B cộng C cũng phải bằng 0 này. Và cái cuối cùng là B phải bằng 1. Trừ B bằng 1. Thế như vậy là bằng cách giải cậu này ra thì chúng ta sẽ có được điều gì ở đây? Là B bằng âm 1. Đấy. B bằng âm 1 thì chúng ta sẽ có được là, chuyển về đi, là A trừ C bằng âm 1 đúng không? Còn ở trên này là A cộng C thì lại bằng 0. Đấy. Thế như vậy là hiển nhiên là chúng ta sẽ tìm được A và C rồi đúng không? Tổng cộng hiệu chia 2 mà. Cộng lại chia 2 thì A sẽ bằng cộng lại chia 2 là trừ 1 phần 2. Đấy. C sẽ bằng 1 phần 2. Ok chưa? Đó. Thì như vậy là cái phân thức ban đầu này của chúng ta có thể được viết lại như sau. A bằng trừ 1 phần 2, B bằng trừ 1. Còn C sẽ bằng 1 phần 2. Đó. Được chưa? Rất là vừa vặn đúng không? Thì như vậy là nếu mà mình rút 1 phần 2 ra. Rút 1 phần 2 ra thì sẽ có vẻ đẹp hơn một tí. Đúng không? Rút 1 phần 2 ra thì cái cụm này nó sẽ trở thành rút trừ 1 phần 2 hay cộng 1 phần 2. Rút 1 phần 2 thôi nhá. Thì đây sẽ là 1 này, trừ x này, cộng 2. Đúng không? Trừ 2 chứ. Còn đây là 1. Đó. Đẹp hơn hẳn chưa các bạn? Và khi đó thì khi mình biến đổi cái quy luật thì nó sẽ rất là đơn giản. Thì đấy gọi là kỹ thuật đồng nhất hệ số. Làm thế nào để chúng ta có thể tìm được cái tử là chữ x trừ 2 và ra ra 1 này thì phương pháp đơn giản nhất chính là đồng nhất hệ số, chứ còn không có cái cách nào khác đâu. Các bạn nhớ là như vậy. Thì sau đây thì chúng ta sẽ tìm quy luật để làm những bài tập. Được chưa nào? Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ 1 là rút gọn biểu thức. Phương pháp là xuất phát từ hạn tử cuối, ta tìm ra quy luật. P sẽ bằng 1 trên 1 nhân 3. Còn hạng tử cuối là 1 trên 2n trừ 1 với 1 là 2n cộng 1. Thì câu này là một câu cực kỳ quen thuộc đối với các bạn học sinh lớp 6 hay học sinh lớp 5. Ví dụ như mình cho một con số cụ thể ở dưới này, ví dụ như là bằng 97, 1 phần 97 nhân 1 phần 99. Thì rất là đơn giản, theo mình nghĩ như vậy. Bởi vì sao như thế này? Nếu bạn nào nhớ một bài tập lớp 5 hoặc bài tập lớp 6 ấy, thì 1 phần 97 này nhân 99 như thế này, khi chúng ta tách ra được thành là 1 phần 97 trừ 1 phần 99. Nhưng đâu đó ấy, thì chúng ta sẽ phải nhân 1 phần 2 ngoài. Thì nó vừa đủ. Đúng không? Thì câu chuyện của chúng ta sẽ là tách cái công thức tổng quát là 1 trên cho 2n trừ 1 nhân với 2n cộng 1 ấy. Thì đây là các số lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị. Thì sẽ ra được là 1 phần 2 của 1 trên cho 2n trừ 1 trừ cho 1 trên cho 2n cộng 1. Không tin thì các bạn cứ thử quy đồng mà xem. Có nghĩa là mình dùng công thức tổng quát để mình biến đổi. Thử nhá, thử quy đồng nhá, là 2n cộng 1 trừ cho 2n cộng 1, đúng không? Đấy, mẫu số chung. Như vậy bằng 2 trên cho mẫu số chung. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có được điều cần phải làm. Thì bài đầu tiên tương đối là đơn giản. Theo mình nghĩ như vậy. Đây lời giải. Với cái dùng công thức tổng quát khi đó thì chúng ta cứ rút gọn liên tiếp thôi. Rút gọn liên tiếp thôi thì là xong. Bài này thì mình gõ rồi. Cái này thì rất là quen thuộc với các bạn rồi. Khi đó thì mình tách ra.
mình tách này, cụm này, mình tách ra, mình rút một phần hai ra, mình ghép lại. Đó. Nếu bạn nào mà không hiểu ấy, thì cũng có thể thêm thêm một dòng nữa. Nhưng mà theo mình nghĩ thêm một cái dòng đấy thì nó hơi dài. Thêm một dòng nữa thì hơi dài. Đó, thì mình đã có công thức tổng quát rồi. Đây là công thức tổng quát này. Các bạn nhớ là mình đã có công thức tổng quát rồi. Thì việc của mình thì bây giờ là chỉ cứ biến đổi theo công thức tổng quát mà thôi. Và khi đó thì chúng ta cứ rút gọn hai số liền nhau như vậy là sẽ ra. Đúng không? Hai số liền nhau, kề nhau. Đó, thì sẽ ra bằng còn mỗi số đầu với số cuối thôi. Chúng ta sẽ thu gọn được biểu thức này là n trừ 1 trên cho 2n trừ 1. Rất đẹp, đúng không? Rất xinh. Đấy là ví dụ 1. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ 2. Ví dụ 2 xin thưa thì cũng tương tự như đối với ví dụ 1 thôi. Không có gì cả. Mình cũng không có nhiều ý đồ lắm. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là Q sẽ bằng 1 trên cho 1 nhân 5 cộng 1 trên cho 5 nhân 9 cộng 1 trên cho 9 nhân 13 và 1 trên 4n trừ 3 nhân 4n cộng 1. Thì các số ở mẫu này thì hơn kém nhau 4 đơn vị. Hơn kém nhau 4 đơn vị, đúng không? Và số cuối thì các bạn cũng thấy là hơn kém nhau 4 đơn vị. Và dạng tổng quát của chúng ta sẽ là 4n trừ 3 nhân 4n cộng 1. Thì với n phải bằng bao nhiêu nhỉ? N phải bắt đầu từ bằng 1, đúng không? N bằng 0 thì không được. Với ở đây chúng ta phải có là n thuộc tập hợp số tự nhiên này. Và n phải... lớn n sao là không đúng không, thuộc n sao bắt đầu từ 1. Đó, thỏa mãn cái trên này có cần không, cần chứ nhỉ, nếu không thì bài toán này sẽ sai đấy. Nhiều khi là chúng ta quên mất điều kiện, nhưng khi quên mất điều kiện n thuộc n sao. Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ biến đổi công thức tổng quát thôi các bạn. Công thức tổng quát thì bao nhiêu thì mình cứ thử tách ra thôi. Ví dụ nhá, mình nhân thử cái nó ra này, nháp một chút nó ra mà các bạn sẽ thấy rất là dễ. Thì mình sẽ tách ra được là 1 phần 4n trừ 3 trừ đi 1 phần 4n cộng 1. Đây là cái dễ nhất mà. Mình thử quy đồng nhá, xem nó có đủ không. 4n cộng 1 trừ cho 4n cộng 3 trên cho mẫu số chung thì sẽ được là bằng 4 trên cho mẫu số chung. Như vậy là mình sẽ phải nhân 1 phần 4 vào đây. Đấy, thì vừa sinh luôn. Đúng chưa? Nhân 1 phần 4 vào. Tất cả nhân 1 phần 4 vào. Như vậy vừa đẹp đúng không? Như vậy là ví dụ 1, 2 này là khá là cơ bản về mặt tư duy. Và khi mình có công thức tổng quát rồi thì mình biến đổi nó sẽ rất là nhanh thôi. Đúng không? Khi đó thì mình biến đổi rất là nhanh. Lời giải thì mình cũng đã gõ cho các bạn rồi. Các bạn tham khảo. Đầu tiên là mình biến đổi công thức tổng quát trước. Là tại sao ra 1 phần 4 như này? Thì mẹo thì là cứ lấy số 1, số này trừ số kia thôi. Nhưng đương nhiên là sang các ví dụ khác ấy thì sẽ không dễ như vậy đâu nhá. Thì khi đó thì mình cứ ghép cặp thôi. 1 phần 5 trừ 1 phần 5 này. Đấy. 1 phần 9 trừ 1 phần 9 này. Rất là quen thuộc đúng không? Xong rồi lấy số đầu trừ số cuối. Và lại thu gọn ra. Không gì là phức tạp cả. Được chưa nào? Thế thì... như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dãy số quy luật đầu tiên với cái hạng tử cuối cùng khá là đơn giản và quen thuộc đối với học sinh lớp 6. Nhưng chúng ta sẽ làm với dưới góc nhìn của học sinh lớp 8. Đúng không? Bây giờ đến bài tập tương tự. Bài tập tương tự thì mình có chuẩn bị cho các bạn cũng nhiều ấy chứ nhỉ? Đây, bài tương tự số 1. Thì các bạn sẽ thấy là tử nó sẽ có thêm số 135. Đấy. Bài tương tự ở 2 dài hơn một tí. Thì có cần thêm chữ bài không? Thêm chữ bài cũng được. Đấy, dùng ngay cái kỹ thuật. Đấy, thầy cô nào mà dùng thì có thể copy ngay, chép lại. Thì dùng ngay được đúng không? Cắn chuột y một cái đây. Đấy, học sinh làm ngay được mà. Cái này là phải để cho chế độ mát thôi, mặc kệ nhá. Thì các bạn cứ biến đổi cái hệ số cuối cùng ấy thôi này. Đấy, sau đó chúng ta tìm xem công thức tổng quát là gì. Đấy. Nhiều khi nó cũng đơn giản mà. Cái câu này thì khá là quen này. Câu này thì phải để ý một tí. Đây nhá, ví dụ như câu số 71 đi. Nó hơi lạ lạ một tí vậy.
vì nó không phải có N nữa mà nó lại là bắt đầu từ một số. Một số xin thưa thì cứ làm như bình thường thôi. 1 phần 47 trừ 1 phần 50 thì chúng ta sẽ được là 50 trừ 47. Phần 47 nhân 50, đúng không? Thì kết quả ra được là 3 trên cho 47 nhân 50. Đúng chưa? Nhưng ở đây lại là 135. Thì bây giờ câu chuyện là 135 3 nhân với 1 nhân với bao nhiêu để ra 135. Đó, thì nhân với 45 thôi. Thì như vậy khi tách cậu này ra thì mình sẽ nhân với 45 ở ngoài này. Coi như là xong chuyện. Đúng không? Kết thúc bài. Đó, chỉ như vậy thôi. Còn không thì rút hẳn 135 ra cũng được, là sao cả. Thôi ví dụ 1 thì mình trình bày cho các bạn nhé. Rất nhiều cách tư duy đúng không? Đấy, thì 135, đấy, có hai cách này. Cách là mình có thể viết về dạng này. Còn không thì cái cụm này nhân lại nó cũng chính là 45 thôi. Cụm này nhân lại cũng chính là 45. Không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, cái cụm này, này chính là bằng 45 này. Đấy, được chưa? Vậy là 81 phần 10 thì bằng 8,1. Câu ở phía dưới này thì tương tự. Với N thì của chúng ta là câu này thì N lớn bằng 1 này. Đấy thì mình copy điều kiện lại. Không có điều kiện thì lại sai mà. N thì lại lớn hơn hoặc bằng N thuộc số tự nhiên. Đấy, N thuộc số tự nhiên. Cậu dưới này là thuộc N sao. Cậu dưới này thì là N cũng thuộc N sao. Mỗi cậu này là không xóa được mũ. Thôi kệ nhá. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2 được không nào. Xem ví dụ số 2 có nội dung là gì nhá. À, chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3. Lúc nãy là ví dụ 1, 2 rồi. Bây giờ ví dụ số 3. Ví dụ số 3 cũng là một bài tập rất là quen thuộc với tất cả các bạn học sinh lớp 6. Đó chính là thu gọn 1 trên cho 1 nhân 2 nhân 3 cộng 1 trên cho 2 nhân 3 nhân 4, có nghĩa đây là 3 số rồi. Cái lúc nãy là 2 số. Bây giờ là 3 số. Và công thức tổng quát của chúng ta bây giờ sẽ là 1 trên cho n nhân n cộng 1 nhân n cộng 2. Thì câu chuyện bây giờ công thức tổng quát của chúng ta là gì? Và chúng ta sẽ phải biến đổi như thế nào? Ở đây có 3 số thì thông thường ý, không phải thông thường mà cái tư duy cơ bản của chúng ta ấy là 1 trên cho n nhân n cộng 1 này nhân với cả n cộng 2 ý. Rất nhiều bạn là chúng ta sẽ tách thành là 1 trên n cộng 1 trên n cộng 1 cộng 1 trên cho n cộng 2. Thì khả năng cao là rất là khó. Lý do là mình, các bạn nhớ lại cái bài lúc nãy, mình cần ghép hai số lại với nhau để triệt tiêu tổng hai số đối mà. Nếu mình để cho cộng hoặc là mình để trừ ở đây đi nữa thì nó cũng sẽ rất là khó triệt tiêu. Thế câu chuyện là mình sẽ từ 3 số nhưng mình sẽ chuyển về thành hai cặp. Ví dụ như mình chuyển thành n nhân n cộng 1 trừ đi 1 trên cho n trừ 1 cộng 1 nhân với cả n cộng 2. Đó. Tại sao mình nghĩ đến như vậy? Thì khi mình ghép các số liên tiếp ý, mình ghép các số liên tiếp 1 nhân 2, 2 nhân 3, bên này cũng có 2 nhân 3, 3 nhân 4 ý, thì nó sẽ rất là đơn giản. Ok không? Thì bây giờ mình thử tách này ra, mình thử quy đồng lên xem được không nhá. Cái cậu này thì sẽ là n cộng 2 này, trừ cho cậu này là n này, trên cho mẫu số chung, đúng không? Như vậy là bằng 2 trên cho mẫu số chung. Thì rất là may mắn thì đây chỉ cần nhân 1 phần 2 thôi là xong. Và như vậy là sẽ ra được là 1 trên mẫu số chung, đúng chưa? Như vậy công thức tổng quát của chúng ta bây giờ ấy thì rất là đơn giản rồi, đúng không? Đó, với 3 số, với 4 số thì cũng vậy nhé. Đó, thì sẽ là 1 trên cho n, n cộng 1. Trừ cho 1 trên cho n cộng 1 n cộng 2. Thì cả cái cụm này, cả cái cụm này sẽ là nhân với 1 phần 2 thôi.
Đó. Thế công thức tổng quát ấy, thì khi đó thì mình sẽ tách ra được như bình thường. Đấy, đúng không? Bạn thấy không? Cứ ghép cặp đôi lại là xong. Được chưa? Từ đây thì chúng ta sẽ có được D bằng như vậy. Đây là công thức tổng quát. Mình rút 1 phần 2 ra trong ngoặc sẽ là 1 trên cho 1, 1 phần 2 trừ 2 phần 3, cộng 1 trên cho 2 nhân 3 trừ cho 3 nhân 4. Đó. Thì cứ từng cặp này một thì chúng ta sẽ thu gọn được. Và gối đầu nhau chỉ còn mỗi số đầu với số cuối. Và khi đó mình quy đồng lên mình sẽ ra được công thức tổng quát. Được chưa? Đấy, ví dụ 3 đấy. Với 3 số là như vậy. Được chưa nào? 3 số là kinh điển thôi. Có thể bài tập nhiều thầy cô cũng cho 4 số. 4 số thì các bạn là tự luyện thôi. Các bạn cứ tự viết cái quy luật đấy ra là 4 số là xong. Kiểu vậy. Mình chuyển sang ví dụ số 4 thì nó sẽ khác hơn một tí. Được không? Cùng cái quan điểm như vậy chẳng hạn. Ví dụ số 4. 3, 4 nó thành một cặp mà. 3 trên cho 1 nhân 2 bình. Thì ở đây không phải là hai số nữa. Cái kia nhá, ban đầu là hai số nhá, đây 3 số nhá, đây 4 số đúng không? 1 nhân 2 tất cả bình là 4 số mà. 4 số này thì khác 4 số trên. Nếu mà đây là n nhân n cộng 1 nhân n cộng 2 nhân n cộng 3 là 4 số, nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn đấy. Tuy nhiên ở đây thì nó sẽ hơi khác biệt một tí. Nó có bình phương. Thì câu chuyện đặt ra là ở cái mẫu này thì mình phải tách được. Mình tách thì mình tách như thế nào? Đó. 2n cộng 1 trên cho n nhân n cộng 1 tất cả bình. Mình sẽ bằng này. Câu chuyện là mình sẽ tách thành gì? Chúng ta phải đoán được. Theo mình thì mình nên tách thành là 1 phần n bình trừ 1 phần n cộng 1 bình. Đó. Thì nó sẽ gối nhau thôi. Nhưng mà tuy nhiên tử nó sẽ là 3, 3, 5 mà 2n cộng 1 thì nó sẽ là một số chẵn. Thì mình thử nhé, xem có phải là số chẵn không nhé. Thì n bình này cộng 2n cộng 1 trừ n bình. Ôi vừa sinh luôn các bạn. Vừa sinh luôn. Đúng chưa? Vừa đúng luôn. Thế như vậy là câu này thực tế là 4 số nhưng mà lại giống ở ví dụ số 1, số 2. Thế nên là thấy cô nào mà cho ví dụ số 4 này vào cái phần ví dụ số 1, số 2 cũng được. Cũng rất là hay. Đúng không? Chứ không nhất thiết phải như mình mà chuyển hẳn thành sang ví dụ số 4. Có thể khai thác ở trong ví dụ số 1, 2 cũng được. Tuy nhiên thì mình cũng thích tách riêng một tí. Đúng không? Cho nó sự. Có nghĩa là thầy cô nào cũng cho các bài tập trên là lớp 6 cũng được. Đây bài tập là bài tập lớp 8. Hoàn toàn luôn. Cũng không hẳn nhỉ. Ok. Thế thì đây, sau đó mình thu gọn thôi. Rất là đơn giản, đúng chưa nào? Không có gì là khó khăn, không có gì là phức tạp cả. Thế bây giờ cùng với quan điểm ví dụ số 3 và ví dụ số 4 thì mình có bài tập tương tự. Bài tập tương tự thì nhiều lắm. Bài này thì mình chuẩn bị cho các bạn hai bài. Câu A này, 1 bình trên cho 2 bình trừ 1 nhân 3 bình trên 4 bình trừ 1. Đó, công thức tổng quát. Đây là tích, dưới là tổng. Đúng không? Hai bài. Được chưa? Có cần nháp bài nào không? bài C này này, câu C này thì sẽ giống hệt như đối với ví dụ số 3. Chẳng qua là cho một cái số cụ thể thôi. Quên mất N phải thuộc N sao nữa đúng không? Chỗ này phải thuộc N sao. Chứ nếu không có N sao thì mình này sẽ sai. Đúng chưa? N sao. Câu dưới này có cần N sao không? Cái này N cũng N sao nốt. Đó. Nhiều khi cũng quên. Cái này N sao không? Có. Cái này cũng là N sao. Cái dưới này thì tổng quát được, không tổng quát được. Rồi, ok. Thế bây giờ có cần hướng dẫn trong vài ví dụ không? Câu tích này thì sao? Câu tích này thì các bạn tách ra mẫu là hàng đẳng thức đây này. Đây này, ví dụ nhé, câu 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 tương tự một nhá. Nhìn nhanh này. N cộng 1 bình mẫu này trừ 1 đúng không? Trên cho n bình thì sẽ tách mẫu ra thành là n trừ 1 n hàng đẳng thức nhá, n cộng 1 trừ 1 nhân với cả n cộng 1 cộng 1
trên cho n bình đúng không? Thì sẽ bằng n này. Cộng này n cộng 2 này. Đúng chưa? Trên này là n bình. Đấy, tách ra như thế nào mà ra được thành n bình này? Thì 1 phần n. À đây là nhân này. Nhân các bạn ạ. Nhân thì nó sẽ căng thẳng hơn rồi. Nhân thì tách ra làm đôi thôi. Tách tích làm đôi sẽ là n. À, rút gọn đi chứ, xin lỗi. Rút gọn đi là n trên cho n cộng 2. Đó. Rút gọn đi n nhân n cộng 2 thì khi đó thì mình sẽ rút gọn lần lượt thôi. Đúng không? Các bạn hình dung không? N nhân n cộng 2 thì trên tử nó sẽ là 1 trên cho... Đây là số hạng này là 1 đúng không? 1 phần 3. Đấy, 1 nhân 3 trên cho 2 nhân 4. Trên cho 3 nhân mấy? Đấy, xong rồi rút gọn thôi. Đầu cuối đi là hết sạch mà. Kiểu vậy. Còn câu này thì cũng là hàng đẳng thức bậc 3 thôi. Tử, mẫu tử là hàng đẳng thức xong rồi làm thôi. Các bạn suy nghĩ một tí, được không nào? Để ra được bài tập. Thế không? Có cần mình gõ cho một chút không? Mình gõ cho các bạn một tí nhá. Xong rồi các bạn về các bạn giải nốt. Được không? Nhá. Tổng quát này. Thì chúng ta sẽ có được cái biểu thức này. Đấy. Sẽ bằng với là n bình trên cho n nhân n cộng 2 thì sẽ bằng là n trên cho n cộng 2. Và khi đó biểu thức b của chúng ta ấy, đây mình copy lại biểu thức b. Biểu thức b của chúng ta sẽ được là gì? Đầu tiên nhá, hạng tử đầu tiên n bằng 1 đúng không? Hay là 1 phần 3 nhân hạng tử thứ hai n bằng mấy? Mình lấy n chính là cái tử là 3 đấy. Là 3 phần 5 nhân tiếp tục 5 phần 7 nhân chấm chấm chấm. Đấy, copy đúng cái hạng tử cuối lại. Là n nhân n cộng 2. Rất đơn giản đúng không? Rút gọn đi thôi. Cứ triệt tiêu đi thì còn mỗi 1 trên cho n cộng 2 thôi. Rất dễ đúng không? Ví dụ số 2 thì suy nghĩ tí. Cũng là hàng đẳng thức bậc 3 thôi các bạn. Cũng chả có gì đâu. Tách ra. Thử tách một chút nhá. Được chưa nào? Ok. Thế thì bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho mình nhé. Bye bye.